Lương Xuân Trường đánh đầu rất nguy hiểm, tỷ số là 1-0 cho Hoàng Anh Gia Lai. Và Văn Toàn đã có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay trong trận đấu mà anh đeo băng đội trưởng của đội chủ nhà. Chúng ta một lần nữa xem lại bàn thắng mở tỷ số của Văn Toàn với một pha bay người đánh đầu cận thành sau quả phạt góc của Lương Xuân Trường. Bộ đội Xuân Trường Tuấn Anh như đang làm siếc với bóng, thi đấu với một tinh thần cực kỳ thoải mái và tự tin. Washington Brandao đối mặt Văn Toàn không có lỗi việt vị, không hề có tiếng còi thổi việt vị của trọng tài và tỷ số đã nâng lên 2-0 cho Hoàng Anh Gia Lai. Một cú đúp của đội trưởng Văn Toàn trong một thế trận mà họ chơi tốt hơn hẳn đối thủ của mình. Brandao rất đồng đội ở tình huống này và Văn Toàn lại có thêm một bàn thắng rất đơn giản nữa. Và ghi bàn vào lưới trống quá dễ dàng của Nguyễn Văn Toàn. Lê Văn Sơn và chạy cắt mặt của Brandao, cơ hội Văn Toàn, penalty cho Hoàng Anh Gia Lai. Văn Toàn đã rất nhanh băng lên để chiếm khoảng trống và đã bị phạm lỗi. Lương Xuân Trường có cơ hội để đưa Hoàng Anh Gia Lai vươn lên dẫn trước. Tình huống thổi phạt penalty là chính xác. Xuân Trường đối mặt với Nguyễn Thanh Diệm, cơ hội để tiền vệ số 6 của Hoàng Anh Gia Lai đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Lương Xuân Trường rất chính xác, tỷ số là 1-0 cho Hoàng Anh Gia Lai. Pha lập công từ chấm phạt đền của Lương Xuân Trường. Xuân Trường cũng đã có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay cho Hoàng Anh Gia Lai. Mặc dù thủ môn Thanh Diệp đã đoán được hướng sút, Hữu Tuấn, Hồng Duy và xử lý bóng và xoay người rất hay. Căng ngang, nguy hiểm, tỷ số là 2-0 cho Hoàng Anh Gia Lai. Pha lập công của Văn Toàn, một pha bóng của Văn Toàn không thể không ghi bàn. Thêm một bàn thắng nữa tương đối dễ dàng dành cho Văn Toàn, cũng giống như những pha lập công của anh ở trận đấu trước. Văn Toàn đã có bàn thắng thứ 3 ở mùa giải năm nay. Bàn thắng thuộc về Văn Toàn nhưng công rất lớn thuộc về Nguyễn Phong Hồng Duy. Hồng Duy có một pha khống chế bóng gọn gàng, xoay người vượt qua các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa trước khi thực hiện một pha căng ngang xé toang hàng phòng ngự của đội khách để Văn Toàn thực hiện pha đệm lòng quá dễ dàng, nâng tỷ số lên 2-0. Hồng Duy đã có pha bóng rất hay. Chúng ta xem lại một lần nữa bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Văn Toàn, nhưng công lớn nhất thuộc về Nguyễn Phong Hồng Duy. Đường căng ngang của Nguyễn Phong Hồng Duy đã loại bỏ hàng phòng ngự của Đông Á Thanh Hóa.